Ghi nhận tiếp theo tại huyện Đất Đỏ. Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022. Trong năm mới 2022, huyện Đất Đỏ đặt chỉ tiêu tổng thu ngân sách hơn 1.136 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn là 434,18 tỷ đồng, tổng chi gần 950,6 tỷ đồng. Huyện duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thành lập thêm 2 hợp tác xã tại Lộc An và Phước Long Thọ, tiếp tục thực hiện đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, lãnh đạo huyện Đất Đỏ nhấn mạnh, năm 2022, huyện tiếp tục tập trung phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, song song với phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, lãnh đạo huyện yêu cầu các cơ quan, đoàn thể địa phương tăng cường, chủ động làm công tác phòng chống dịch COVID-19, đề ra các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2022. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân huyện các xã thị trấn, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị các hoạt động vui xuân, đón Tết Nhâm Dần phù hợp với diễn biến dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vui xuân, đón Tết, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc trên địa bàn.